Anh đông thế. Em gửi xe đây được không? Được. Thì thôi em đi bộ sang vậy. Ô nhà Polo nhà chú à? Hả? Kiểu Polo nhà chú hả chú? Nhà gì? Nhà bên kia. Thế nhà của nhà chú cũng kiểu có nhiều đang cũng đang chuẩn bị sửa nhà chú. À. Hả? 280 chưa đủ. 280 vẫn chưa đủ. Ui ô, thế chú định làm nhà bao nhiêu mét vuông? Đi giờ đi mua em được 30 cân rồi. 3 triệu này để lo cho con nhé. Các ba gửi cho anh chị là cũng là 3 triệu. Xin cảm ơn em. Chia buồn cho chia buồn gia đình. Chào chú. Đúng rồi nha, đúng rồi chị nha. Anh và nhà anh cơ. Anh cảm ơn, anh còn có chút việc gấp nữa. Để khác anh quay lại làm việc gia đình. Xin kính chào quý thân mến, hiện tại thì em Dương đang trên đường đi vào trong ngôi làng của gia đình mà ngày trước ấy cũng có nạn nhân bị vùi lấp trong vụ tai nạn ở Nguyên Bình, Cao Bằng. Cô bác ạ, hiện tại thì cái gia đình đấy thì anh em chú cháu cũng một lần là cũng theo cái những chương trình cứu trợ trong sau bão của các cô bác cũng có gửi đến ấy, thì qua những cái phim anh em chú cháu chia sẻ thì cũng được nhóm của các cô bác ở bên Canada, cô bác cũng có gửi khoản hỗ trợ về giúp đỡ cho gia đình. Mà cái hôm đó thì em Dương cũng có đi vào và có gia đình mà có cô gái mà lấy chồng cũng bị mất trong cái vụ đấy ấy, là có 17 tuổi, con cũng bị bại não, bị bại não nữa, còn hiện tại còn mỗi ông bà, tức là ông bà cụ và cũng như là bố mẹ chồng đấy, thì cũng có được các bác có hỗ trợ, thì hôm nay thì anh em chúng cháu cũng có vào đây để gửi những cái khoản hỗ trợ của các cô bác có giúp đỡ cho gia đình. Thì trên con đường anh em chúng cháu đi vào thì cũng tình cờ bắt gặp là hiện tại trong ngôi làng là cũng đang có một nhà là đang làm nhà mới chứ phải các bác, và bà con đang chở polo từ dưới kia lên. Cái con đường từ chỗ cái đoạn đường lớn thôi nhá các bác nhá, đường lớn từ dưới kia lên thì mặc dù là vẫn là đường đất nhưng mà qua cái đường lớn đi lên trên này thì lại nó nhỏ hơn, thì cũng hầu như đều là đường đất và đường đi cũng khá là khó khăn. Đến cái đoạn đường này là chuẩn bị đi vào cái khu nhà của các em đấy, thì là đường ở đây các bác thấy là nó khoảng tầm hơn một mét gì đấy thôi mà ỉ mà chở polo với những cung đường này, thì em Dương khẳng định một điều là những cái tấm polo chắc chắn cũng sẽ bị hỏng rất là nhiều và di chuyển rất là khó khăn. Thì bây giờ em Dương sẽ đi vào trong đấy để xem là cuộc sống của bà con ở trong đấy có những gia đình nào người ta đang làm và nhà mới, và trao những cái phần quà của các cô bác có gửi đến cho gia đình nhé các bác nhé. Được à? Anh đông thế. Em đi sang cái nhà của em nghỉ cái tiếp theo mà. Diễn. Qua đi. Tên là gì? Diễn. Em đấy có ở đây không nhỉ? Có. Vừa nãy còn thuê đây, đây nhà Diễn không? Vâng. Diễn là nhà đây. Cua hà bên mẹ ta. Giết đây là giết. Giết đây là giết. Hôm nay em quên mất, cũng không được hỏi tên cái bạn mà có 17 tuổi có con vừa mất đây. Vừa đấy con ở đây mà. Lên nhà đây. Lên nhà đây rồi. Đây đây. Trời ơi. Giết hả mẹ. Đi rồi là. Đi rồi nó cũng hoàn là. Cái điện thoại đấy. Vâng. Đi về rồi à chị? Đi về con. Lúc này con đi đâu nhỉ? Nhà mình đang chở bố lô làm nhà đấy.
Người nhà làm nhà tao mà hơn dọc xe chở thế. Cái này ở trên gần 20 xe chở không nhỉ? Cái này mỗi một chuyến là chở được tầm bao nhiêu tấm nhỉ anh? Cái xe nếu mà chở được 3-4 tấm. Nhưng mà chở nhẹ quá cũng sợ nó dập vỡ chứ nhỉ? Đều 2 tấm, 3 tấm được. Đều 2, 3 tấm. Đi được mà. Vâng, vâng. Mang xe đi. Em gửi xe đây được không? Được mà. Thì thôi em đi bộ sang vậy. Đi đây, đi bộ một đoạn. Thế bạn định đi à? Đi sang nhà bạn đấy là bây giờ phải đi qua bên dưới một nhà, hai ba nhà luôn. Gia đình này là vừa mới làm xong, nhà nào cũng chuẩn bị làm mới. Đi qua đường nào anh nhỉ? Đi qua đường kia. Đi qua đây. Đường này. Cứ đi đến nhà bên kia là qua dưới sàn, sau là đi thẳng cái nhà ngói. Nhà ngói đây đây. Anh rảnh không? Anh đi với em một tí. Hay là cứ đi đi. Không, em quên nhà ấy. Cứ đi đến nhà kia là có người mà nó chỉ cho mà. Vâng vâng. Em cảm ơn nhé. Và làm đây, ở đây nhà là nhà rất là to. Vì trong khu này thì lạc đầy đồ núi vít cũng khá là dốc, nên là nếu như mà để mà làm nhà to thì cũng là làm nhà xây thì làm nhà xây thì kiểu mình chở vật liệu đi là đi không được. Như các bác này thấy là những cái tô rằng thì hôm nay là bà con chở nguyên những cái tấm của lô thôi cũng đã đi lại cũng rất là khó khăn rồi. Để mà chở vật liệu như là chở xi măng hay là bột đá lên đây nữa thì thôi, không biết là cả một năm trời liệu là có làm được ngôi nhà đấy không. À đây nhớ đường rồi đây. Đây đường đi lên trên một đường thẳng dưới này đó chú ạ. À lúc này chú có hộ chở cờ lô đây đúng không? À chú có hộ chở cờ lô đây đúng không? À được. Ô nhà polo nhà chú à? Hả? Kiểu polo nhà chú à chú? Nhà gì? Nhà bên kia. Nhà gì? Thế nhà của nhà chú cũng kiểu có nhiều đang cũng đang chuẩn bị sửa nhà chú. À. Này chắc làm nhà to lắm ấy, polo nhiều này chắc này ở tầm trên 200 tấm ấy nhỉ? Này 208. Ui ô. 208 chưa đủ. Hả? 208 chưa đủ. 208 vẫn chưa đủ. Ui ô, thế chú định làm nhà bao nhiêu mét vuông? Cả bếp à? Cả bếp luôn. Ừ. À, nhưng mà như thế thì chắc phải tầm gần 300 mét vuông mất nhỉ? Ừ. Nhưng mà mình vẫn là làm nhà sàn, nhà gỗ ấy chú. À. Đi qua nhà bên này cháu sang bên nhà bên bạn ấy bên kia một tí. À. Ôi, 280 tấm vẫn chưa đủ. Thế là chú tự chở của nhà mình hả chú? Hả? Chú tự chở của nhà mình luôn à? À, à đây này. Bác này, có những tấm vỡ đây này. Đây này này. Đường khó quá chú nhỉ? Ờ, đây này. Đấy. Đường khó quá. Đường khó. Vâng. Này mà cao cao một tí nữa là là thấy như chồng là những cái khán giả. Ờ, năm vừa rồi, gia đình của chú này là cũng có con trai. Con trai là được vừa rồi cũng bị được sạt lở ở Nguyên Bình mà cũng có mất. Thì đợt đó thì cũng có nghe cháu và chú Ngọc cũng có ở trong gia đình và thăm gia đình, động viên gia đình. Thì cũng còn nhớ mặt chú ấy. Các bác ở hôm nay nghe thấy cháu ở đây là để trao cái phần hỗ trợ của cô nhóm của cô Xuân Phạm cũng có gửi về cho gia đình. Về số tiền cũng tương đối là lớn, gần 10 triệu cơ các bác. Thì hôm nay em vào đây thì
gia đình mà cũng gửi cùng phòng của gia đình cho và của xã cô cho nó cho gia đình luôn. Ông ơi, ông có ở nhà không ạ? Hả? Vâng, em sai. Con chào ông. Chào anh nhé. Ông còn nhớ cháu không? Ông có còn nhớ cháu không? Bên á. Ông chắc không nhớ. Nên ngày trước luôn. Về rồi. Vâng. Hôm trước cháu về đây ông còn nhớ không? Vâng, nhà mình vừa mới gặt xong hả ông? Vừa gặt xong. Gặt xong rồi. Được nhiều thế. Nhưng tay thằng nhà hai tay rồi. Chào cô ạ. Vâng, chào em. Con chào bà. Ông đang tắm cho con à? Vâng. Nhà mình ăn cơm chưa ông? Chưa. Đang nấu à? Cháu xem một tí được không? Có chưa ạ. Đây này. Không cần thêm này. Không cần thêm. Đây là món đậu này. Những món ăn thường ngày của bà con. Đây là bà con đồng bào người Dao thì sẽ có cải tiến hơn và sống cũng hiện đại hơn. Và có một cái điều em vừa muốn chia sẻ. Ông ơi, cái kia là cái gì đấy ông? Cái là ngày trước là con cháu mất đi là một con lần to là ăn không hết. Tôi đi chợ đi nguyên được 30 cân rồi. Tôi một số khách là ở xa về là ở qua hai ngày. Đang viết cái giết cái con này là đi mua mà xong là mua con số ở xa đi về rồi. À, một số ở xa là đi về luôn. Đi về rồi. À, tức là khách ít mà. Vâng. À, tức là như thế này cô bác, ở cái đợt mà lo hậu sự cho cháu trai mà cũng bị sạt lở ở Nguyên Bình mất ấy, thì là gia đình cũng có một con lợn to. Thì, tức là sau đi khi về ra đồng về ấy. Đi. Vâng. Lần cái thịt cứ mưa về còn gia đình còn hai con nhỏ sợ đi lấy sợ không đủ không đủ các khách nhiều con có một số là về được hai ngày đang giết một con to này đi mua mà xe xong có một phần tư không ở được đi về. Vâng. Em bé ăn cơm chưa? Chưa. Hả? Dạ. Em bé ăn cơm chưa? Giờ này chưa ăn cơm mà. Bên này nhỉ. Cho bác bế một tí nào. Bác bế một tí. Yêu một tí. Hey. Tôi có một con gái con ở Hà Giang đấy. Bắc Bằng. Ở Bắc Bằng. Bắc Liên Hiệp nè. Liên Hiệp à? Liên Hiệp. Không, bọn em lại ở bên cháu lại ở bên Mèo Vạc đấy cơ. Ở bên Mèo Vạc. Vâng. Xa hơn. Vâng. Tôi có một con gái ở cái Hà Giang. Tức là con gái đi lấy chồng ở đấy à ông? Lấy chồng là ở nơi đấy rồi. Đi. Chuyển chỗ vậy. Chuyển đi Hà Giang đi làm ăn. À, tức là đi làm ăn ở bên đấy. Vâng. Cả việc từng đi Hà Giang đi làm ăn. À là nhưng mà mình định cư ở bên đấy luôn à? Đi được 10 năm đi 10 năm tập con trai con cháu trai được 17 năm có một con cháu năm đang được 7-8 năm đấy 7-8 tuổi không khóc đây này đi mẹ nhé đây chưa được ăn thế con ăn đi nào anh nhiều à đến đây ngồi ghế uống nước vâng Ông ngồi đi ạ. Ông ngồi đi. Vừa đâu vừa bình chân chút nào. Tại hợp này. Mình là vẫn còn có cái loa cái này đấy nhờ. Dài này mua đâu. Dài này là gọi là bây giờ dạng như nhà đồ cổ rồi đấy. Đồ cổ chứ mà bây giờ đài băng này ít nhà dùng lắm. Ngày trước là những nhà đài băng này bây giờ không quên rồi. Đúng rồi, lâu lắm. Bây giờ nó còn chạy được không ạ ông? Ừ.
chạy con chạy tàu nó trong không chạy được, nó không dây, nó không được, nó không được ạ. Dây cá sấu thế nên con tức là cái cuộn băng nó hỏng đúng không? Hỏng được mấy ngày nên nó con ngày trước mấy ngày trước là tôi nói nghe một ít rồi tôi mấy ngày này không nghe được cái máy chơi bổ tôi tư cách đi bao nhiêu đi tròi một lần tròi thôi không đi được mệt lắm tôi có tai nạn lắm người kế vâng ông ngồi đi ạ ông ngồi đi ạ cho bạn kia còn quay phim vâng ra sao được ô sao là anh là cũng là con của ông à? Ừ, con anh là con của lúc trước mất kia. À bố ấy, bố của quỷ ấy mất kia. À mất bố kia. Quỷ. Đây là ông. Tôi là ông già. Vâng. Đây là ông thành thành cụ đấy. Ông cụ đúng rồi. À. Em bé kia thành là ông. Gọi bằng cụ đấy. À. Đúng rồi. Anh là bố. Em bé kia là bố. Thành gọi đấy là thành cụ rồi. Đúng rồi. Anh là năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 41 thì 41 mà gọi bằng anh cho trẻ nhỉ. Con 19 con yêu là 983 83 năm. Con yêu là từ được 42 43 rồi. À. Cháu yêu đang rộng 17 năm. Cháu yêu này sinh được một đứa con này đang được 17 năm. Vâng, cháu dâu là trẻ quá. Ừ. À, định nhưng mà anh là lúc nãy con đi cùng với đoàn kia để chở polo không? Lúc nãy anh không đi nhưng mà đi làm thi tất cột sửa đi bắt cột đấy cột nhà à đi bắt cột không, đi bắt đấy bắt cột nhà trước cắt xong nhưng mà bây giờ đi làm thành cột đấy à, đi cắt gì đi cắt bắt cột vâng. À, anh em hỏi một chút cái đợt trước là ở trong làng mình là có 9 người trong vụ sạt lở đấy thì là từ đấy mà có một người mất tích thì bây giờ đã tìm được chưa? Có một người chưa biết ở đâu kia ông Minh kia nhưng mà vẫn tìm chưa thấy á à, tìm chưa thấy không có người đi tìm không có người tìm à, bây giờ chỉ có một đứa cháu 28 từ ở nhà ông nó đi cả bố mẹ mất ớt không nhưng hai nhưng mà cái cháu kia là bây giờ không đi học ấy. Học hết lớp 9 là bỏ học hết lớp 9 là bỏ học vâng giờ chỉ có một đứa cháu kia tức là ở nhà to kia dưới giường kia hôm đấy là không phải nhà kia là hôm nọ em được vào rồi vâng thì cũng đang thế là bố của bạn đấy là vẫn chưa tìm thấy đúng không? Bố vừa nói chưa tìm thấy tên cháu là gì? Cháu tên là Dương ạ. Dương vâng Hồ Dương chú nói không biết nghe cháu là người giấy mà hả cháu là người giấy mà đây là làm việc việc hiền gì dạ. làm việc ở tỉnh đó không ạ cháu làm chương trình thiện nguyện thôi chương trình thiện nguyện á vâng cháu là làm trên YouTube đấy dân tộc gì em là dân tộc giấy dân tộc giấy nhưng mà nói tiếng tày là nói tiếng kinh nhiều hơn em thì tiếng tày em không biết nói mấy em chỉ biết nghe một chút thôi còn hầu như là em đi ra ngoài thì em dân tộc giấy chắc rất ít người đúng không ở đây có ít đấy nào còn ở đây á ở đây em cũng vào đây lần thứ hai nên em không rõ lắm ở trên này toàn cái dân tộc tày với dân tộc giao nhiều à dân tộc giao dân tộc hơn đấy là dân tộc không có mới à dân tộc không có à dân tộc hơn dân tộc mang trắng nữa ở này xã này có nhiều à cả xã dân tộc ngày dân tộc trước tôi à nhưng mà mình là người giao mình là người giao gì anh là dân tộc giao đỏ giao à giao đỏ giao đỏ giao đỏ ở xóm này toàn dân tộc giao đỏ và tại như em được biết hôm vừa rồi em vào đến đây thì em cũng qua nói chuyện thì cũng thấy bảo là đấy cũng là người giao nhưng mà em không nghĩ là trong này có người tày người mông đâu
Người ta dưới ở dưới kia toàn người cháu mày hết. Cháu mày đang được 20 mấy năm. Đây là toàn cháu cũng gần 30 tuổi đấy ông ạ. Được 30. Con to gần 30. Dạ. Con to rồi. Con của cháu được 4 tuổi rồi. Con to được 4 tuổi. Vâng. Hai đứa. Dạ, cháu ba đứa ạ. Được ba đứa. Vâng. Con là người em. Vâng. Vâng. Ôi, ở bên nhà bạn là thuộc Hà Giang. Đúng rồi. Thuộc tỉnh Hà Giang. Vâng, vâng. Ngày trước tôi là Hà Giang tôi chưa đến được. Ở ngay về đó là ở xã. Em ở ngay gần Bảo Lâm này luôn, em xã Nghiêm Tòng ấy. Nghiêm Tòng á? Vâng. Gần Bảo Lâm á? Vâng. Ở giáp Bảo Lâm. Đúng rồi. Gần Huyền. Vâng, vâng. Phải biết là anh chắc ở quê mà. Em đi chợ kia mà. Anh đi lại qua. À. Đi qua nhà vạc lúc cũ đi tháp cột cờ kia trước qua Tết kia hai vợ chồng đi cả ngày tối mới đến nhà. À, tôi là năm năm qua tôi đi mở mắt đang đi Hà Giang một lần là đi đi mở mắt đại thắng. Bây giờ cháu xin phép ông với lại cả anh ở gia đình một chút mình cả gia đình mình tập trung đứng ra ngoài này một chút em. Có một chút quà của các bác có gửi đến giúp cho gia đình mình ấy. Vâng. Đi cắt nhiều một chút ạ. Kêu tập cắt luôn để vừa chụp các bác ạ. Để trò chuyện với lại các bác, các ông ở đây thì thật sự là lẫn lắm cô tả ơi. Có thể là đến tận sáng mai cũng chưa hết được vì có những cái câu chuyện thì thật sự là để mà trò chuyện với các cụ ấy thì nó có những cái câu chuyện rất là hay và nói đến cái chỗ này chỗ kia thì vô biên lắm quá. Anh là bị đau lưng à anh? Vâng. Đau lưng từ vừa hơn 10 tuổi là đâu rồi? Bây giờ là đi hai lần Hà Nội đó. À, đi hai lần Hà Nội rồi. Đi hai lần là anh bị làm sao? Làm trước chắc cơ bị ngã nhiều lần nhưng mà thoái hóa cột sống. Thoái hóa cột sống. Ừ. Đây cột sống đã dính hết nhưng mà đi chụp X-quang và dính hết rồi. À thế à? Vâng, em xin phép cả nhà như thế này, hôm nay em vào đây là có nhóm của cô Xuân Phạm ở bên Canada. Thì cô cũng có gửi về là tổng là 9.050.000 đồng để thứ nhất là giúp đỡ cho gia đình là cho con dâu là giúp cho con dâu là 3.000.000 đồng tiền mặt. Còn bố mẹ là đây là có chú anh chị ấy là 3.000.000 còn là gửi cho ông bà cụ tức là ông bà đây là 1.000.000 để là còn lại thì hỗ trợ anh em được xăng. Thì cái này là thì là qua những cái tin anh em thì cháu cũng có biết được về cái gia đình của mình thì cũng qua đợt vừa rồi thì cũng không may mắn là con trai cũng có bị mất ở trong cái vụ sạt lở ở Nguyên Bình ấy. Thì đây là cũng tấm lòng của các cô bác cũng gửi đến để gọi là chia buồn với gia đình. Thì em đây đây các cô bác ạ, đây là nhóm của các cô cũng gửi cho con dâu 17 tuổi là 3.000.000 đây, 3.000.000 đây các bác nhé. Đây, anh gửi em là 3.000.000 này để lo cho con nhé. Okay. À. 2, 3. Đây à, các bác gửi cho anh chị là cũng là 3.000.000 xin cảm ơn em. Chia buồn cho vâng. Chia buồn với gia đình. Đây các ông bà cũng có gửi cho tôi cái này là 3.000.000 này, 3.000.000. Còn đây 3.000.000 là có gửi cho ông bà. Vâng. Đấy, còn là 1.000.000 thì nhóm cô cũng có hỗ trợ giúp cho nhà chị Tá để làm nhà các bác nhé. Thế thì đây là những cái tấm lòng của các cô bác cũng gửi về đây cho gia đình và cũng thực sự là cái nó sự việc thì cũng đã xảy ra rồi thì giờ cũng không biết làm như nào thì cũng rất là chia buồn với gia đình nhé. Vâng. Em cũng cố gắng chăm đi, con nhé. Đi đến các hội. Dạ. Đi đến các nhà nghề xếp này. Nhưng mà còn nó dạ không ạ. Đây là các cô bác cũng có xem được gia đình mình cũng có khăn về đợt vừa rồi cũng con mất ấy thì cũng thứ nhất là cũng đồng cảm gia đình và thứ hai là cũng có gửi chút quà về gia đình mình thôi để giúp đỡ cho gia đình mình chia buồn với gia đình. Đấy, thì
anh làm bố nhỉ, anh nhìn vào máy quay thôi, anh thay mặt cho gia đình cảm ơn các cô bác. Vâng. Anh rất cảm ơn có hai em các mạnh thường quân, các mạnh thạch quân, thường quân, thường quân, nhưng mà đã có tiền có lòng yêu thương đến gia đình. Anh đã có người nạn nhân nhưng mà giúp và có tiền về cho em, rất là cảm ơn em nhiều. Vâng, thì thật sự là nói cũng không biết là tiền thì bao nhiêu cũng không thể đổi lại được với con cái của mình, nhưng mà tôi cũng mong hy vọng là đi bà đi xem nhé. Còn bà làm đi xem nhé. Vâng, thì cũng một lần nữa nhé, chia buồn với gia đình nhé em. Vâng. Anh bắt tay em một cái nhé. Chia buồn với em nhé. Uống chè tới đi. Ok. Ăn cơm cũng rồi. Dạ thôi cháu ở đây ăn cơm ở đây. Dạ thôi thôi em còn đi ra ngoài kia còn có chút tiền nữa. Vâng. Uống nước chưa đã? Uống nước đã. Vâng. Cháu uống nước. Ơi chia buồn em bé nhá. Em mua sữa cho con em nhá. Vâng. Rồi. Tí có ra bên kia ăn cơm được không? Có, bây giờ làm ra. Đi cũng đi ra bên kia lớn. Ăn cơm ở đây đó. Dạ. Ăn cơm. Thôi anh, em còn có việc gấp nữa. Vâng. Em xin phép gia đình nhá. Rồi chào chị phép ông nhá. Không được. Vâng. Xin chén nước. Vâng ạ. Và nhà không được ăn cơm gì cả đấy. Không có việc gì đâu. Anh ăn về rồi. Cho con đi theo luôn hả? Vâng, cho con đi. Đi cho đi. Mẹ tí ở nhà khóc. Em bé người ta à? Chào chú nhé. Mẹ em bé Dũng. Nhà em ở đâu? Em ở bên kia, chỗ bên... lấy anh vừa qua ấy. À chỗ này anh vừa qua. Chỗ lên sang đây đón em bé à? Sang kia hai mẹ con quan cơm. À em năm nay bao nhiêu tuổi? 17. Cũng 17 luôn. Các cô gái 17 nhiều đó. Em là lập gia đình chưa hay là em? Em lập gia đình rồi. Lập gia đình rồi. Không đi học à? Em chưa biết nói sao. À là em về đây lấy chồng ở đây? Không, em ở làng này luôn ý. Em ở làng này luôn? Vậy. Làng lấy chồng ở trong làng luôn? Vậy. Ồ, thế nếu mà bao giờ mà có cãi nhau với chồng được về nhà ngoại thì cho gần nhỉ? À, vợ chồng em là có cháu chưa? Chưa. Em lấy chồng được bao lâu rồi? Được gần 1 năm rồi đấy. Trời ạ. Anh là ở đâu đây? Anh á? Anh ở Hà Giang. Nhưng mà anh từ bên Ninh Tầng lên để sang thôi mà. Ở gần đây thôi. Cách khoảng tầm 50 cây số gì đấy. Nhà bên kia anh thấy có hai nhà đang làm liền nhau rồi mà vẫn làm thêm một cái nhà mới nữa. Đây là nhà mẹ em ấy. À, đấy là nhà mẹ em luôn. Vâng. Thế đang là nhà đang làm nhà mới, cái là nhà nào? Nhà bác. Là nhà bác. Vâng. Kể một nhà đang làm dở kia là nhà mẹ em. Không, kia là nhà bác, nhà mẹ em đang chuẩn bị làm thôi. À, là chở cô lô, là chở của nhà mẹ em. Vâng. Ồ. Hay để anh đi chở thuê được không? Cái này người ta không thuê, người ta chỉ lấy hộ ấy. Thế để anh hộ nhá. Anh có thời gian để anh hộ. À, anh thì lúc nào có thời gian. Đường này mình không phải công nhận này, đường đi khó nhỉ. Đúng rồi, đường này người ta cũng không chở lên cho. Đúng rồi. Căn hẳn là xe ô tô không lên được. Đi khó quá. Đợt trước nếu mà chưa bị sạt lở thì cũng phải có ô tô lên đến nơi được không? Có chứ. Chẳng có nhiều gì. Anh chơi. Ờ
Vâng, anh Thuận ơi. Cái gì nhà em tên là gì vậy? Anh quên mất tên rồi. Hả? Viết. Viết đó. Vâng. Ôi trời, quả tiền. Đấy, tên anh, các anh ấy hỏi em Dương còn không dám tin bởi vì là hôm họ lên thì thực sự là nông nhà cũng đang gia đình cũng có chuyện buồn ấy thì anh em tình cảm không tiện hỏi. Là hôm nay lúc lên thì các anh hỏi là tên gì thì em tình cảm không biết đặt tên là gì. Quả tên. Được rồi. À, em bé đi về ăn cơm đi nhá. Vâng ạ. Anh cảm ơn. Anh còn có chút việc gấp nữa để việc khác anh quay lại làm tiền gia đình. Chào gia đình nhá, chào mọi người nhá. Chào cô ạ.